Nếu các bạn cần một chiếc xe tải van để lưu hành trên phố 24/24 và các bạn cần một chiếc xe có thể vừa chở người, vừa chở hàng, trọng tải là 950 kg và đi được trong phố. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm khá đặc biệt, nó có những cái option rất đắt tiền mà ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh video chính thức của chúng tôi. Ở kênh ô tô Thiện Nhân hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van của Đông Ben. Nó không còn mới nữa, nhưng cái sản phẩm này nó có một số cái option rất là đắt tiền mà các bạn, mình nghĩ rằng là những cái xe đắt tiền thì nó mới trang bị những cái option đó. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Chúng ta sẽ vẫn có một cái chiếc xe Đông Ben không còn có cái gì, không còn gì mới để giới thiệu nữa. Vẫn có một cái mặt nó rất quen thuộc rồi, động cơ 1.5 lít tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 lít cho 100 km. Mọi thứ vẫn rất quen thuộc, chúng ta có dẫn cái linh kiện này thay thế rất là dễ dàng. Các bạn có thể đến công ty của mình, đến cái gara của mình và các bạn có thể tìm thấy bất kỳ một cái linh kiện nào của cái sản phẩm này. Chúng ta có tay nắm cửa bằng hạng chrome, chúng ta có lốp 175R13, la răng dày, to bản, chở được trọng tải lên đến 1 tấn mà không gặp vấn đề gì cả. Đến mọi thứ mình đã giới thiệu nhiều rồi, mình xin phép là mình không giới thiệu qua này nữa. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các cái điểm đặc biệt của cái xe này này. Các bạn có thể để ý này, chúng ta có một cái sản phẩm xe Đông Ben đã được dán kính. Để mình bật lên cho các bạn xem. Cái sản phẩm này mình đã dán kính, gọi là kính cách nhiệt. Các bạn nhìn thấy nó đen hơn so với màu kính bình thường. Đó là một cái điểm đặc biệt đầu tiên này. Ở đây cái dán kính này các bạn sẽ nhìn thấy nó dán cả mặt sau. Đây, mặt sau các bạn nhìn này, nó cũng đen như này, nó được dán rồi, nó cũng được dán kính đen như này rồi. Thì kính này thì nó chặn khoảng 98% tia cực tím, các bạn ngồi trong các bạn sẽ không thấy nóng. Tiếp theo là cái điểm đặc biệt thứ hai, chúng ta sẽ có một cái tấm chắn điều hòa bằng tôn lạnh, mình chưa lau thôi, nhưng mà mình lau thì nó cũng xịn sò. Đấy, các bạn nhìn nó tấm chắn điều hòa mặc định thì nhà sản xuất không có lắp tấm chắn điều hòa này, chúng ta bắt buộc phải tặng thêm option. Ở đây chúng ta sẽ có một cái sàn. Khoan đã, mình sẽ không giới thiệu cái đó vợ. Chúng ta sẽ đi đến cái sàn Elox này đã trải qua đến 3 đời nâng cấp của các sản phẩm Đông Ben 2017, 2018, 2019. Trước đây nó chỉ là một cái sàn bằng cao su bên dưới thôi. Bây giờ từ đời 2018, 2019 trở lại đây thì nó được sàn kim loại như này rồi. Các bạn chống trơn trượt và độ bền nó tăng lên cho các bạn khi các bạn trả hóa lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái option đắt nhất của cái sản phẩm này. Đó chính là cái bộ camera lùi, camera hành trình Web Vision, giá thị trường khoảng hơn 5 triệu. Đây các bạn nhìn cái bộ camera lùi, camera hành trình này. Nó là một cái bộ mà tích hợp 4G, GPS, điều khiển giọng nói, một bộ đầu Android thu nhỏ. Các bạn có thể xem phim, quay camera, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ giống như một chiếc điện thoại bình thường. Điều đặc biệt hơn là cái sản phẩm này nó cũng có tích hợp cái màn hình Full HD 7 inch lớn như này. Đó. Đây này, các bạn nhìn này, Web Vision M39 này. Đây là một cái sản phẩm rất là xịn sò, đây tất cả các chức năng của nó ở đây. Thì với những khách hàng nào mà yêu cầu các cái sản phẩm này thì có lựa chọn này cho họ. Cái bộ này khoảng 5 triệu thôi. Đó. Chính hãng, một đổi một trong vòng 1 năm, bảo hành trong vòng 2 năm. Nếu các bạn quan tâm thì nó gọi cho mình. Một cái điểm đặc biệt nữa của sản phẩm này đó chính là ghế da màu lâu như này, màu lâu đen. Cũng rẻ thôi, nhưng nếu các bạn cần mình cũng có. Tất cả những cái gì các bạn cần cho một chiếc xe bên mình đều có. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.